Mẫu Sportbike này hướng tới khách hàng trẻ, muốn tìm kiếm một mẫu xe gọn nhẹ, tầm trung nhưng vẫn đáp ứng đủ sức mạnh vận hành. Xe sở hữu kiểu dáng góc cạnh với chiều dài 1.990mm, chiều rộng 765mm và chiều cao 1.110mm. Phần đầu xe là hốc hút gió và hệ thống nạp gió giúp tối ưu hiệu suất động cơ. Ngoài ra, xe được áp dụng công nghệ khung sườn và tay lái để người điều khiển ngồi nghiêng về phía trước. Yên xe được hạ thấp nhằm tối ưu trọng lực, giúp việc chuyển lái khi ôm cua được linh hoạt. Xe được trang bị phanh đĩa kép cho bánh trước và đĩa đơn cho bánh sau. Những công nghệ đi kèm của xe gồm hệ thống ABS, hỗ trợ sang số nhanh, ly hợp chống trượt và kiểm soát lực kéo. Tại Việt Nam, mẫu Sportbike này được công bố giá bán 250 triệu đồng với hai phiên bản là tiêu chuẩn ABS và màu đen Melatic. Ở phân khúc này, không có mẫu xe nào được trang bị động cơ 4 xi lanh như ZX4R.